Ê, chào mọi người nhé. Đây hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái nem cho thợ chuyên cho thợ cưa. Thì nó sẽ có hai bản, một bản là 5 inch và một bản là 8 inch nhé. Đây, nhìn này. Nó khoảng mười mấy phân đó. Thì lý do làm sao mà nó làm bằng nhựa? Vì loại nhựa này nhựa tốt nữa. Thì hôm nay mình sẽ nói một vài lý do đây. Cái này đa phần ở Việt Nam hay bên nước ngoài sử dụng cho cắt. Ở Việt Nam thì cắt ở xưởng này hoặc là đi hạ cây. Những cây vanh nhỏ thì sử dụng nem 5 inch, những cây vanh lớn thì sử dụng nem 8 inch, lý do là cái độ dài nó sẽ lớn hơn. Khi các bạn đóng vào ấy thì nó sẽ ngậm sâu thế này, thì cái dòng 5 inch thì nó sẽ ngậm vào nông hơn, còn dòng 8 inch nó ngậm vào sâu hơn. Thì lý do làm sao mà người ta lại làm bằng nhựa đây, bạn nhìn cái đầu mép này, khi mà cây nó bị ép mạch á thì những cái dòng nhựa nó sẽ ưu điểm cái không may bị ép mạch thì cưa khi mình cắt bằng mũi đấy ép mạch xuống thì nó sẽ bị văng cái mũi lên hướng về phía trên đấy, thì không may xích nó cọ vào thì cái dòng nhựa nó sẽ bị ăn đi đây, thì không thì sẽ bị mất mắt xích như bình thường đây, những cái dòng này đấy các bạn nhìn này đó, tất cả nhựa này đều là nhựa tốt nhé. Đây cái nem này mình chuyên đi cắt ở xưởng này, đây gỗ to nó nén này đó. Đây vậy mà nhựa làm sao bằng nhựa có bền không, đây các bạn nhìn nhé, gõ này đó nó chỉ bị bẹt thôi, còn những cái mép gờ này thì các bạn gõ lệch nó mới bị kiểu nó nứt một tí, nhưng mà hầu như là chả bao giờ hỏng rồi đâu, ít khi bị gãy ấy. Trường hợp gãy thì vẫn có đây các bạn nhìn nhé, thấy biết không, thì cái này là cẩu người ta ép gỗ cực lớn đó, thì nó mới có hiện tượng ấy thôi, còn bình thường là nem gỗ khai thác thì hầu như mấy cái này chả bao giờ hỏng đâu, gõ quá nhiều nó bị bẹt cái đầu ấy thôi, còn tất nhiên là cái gì cũng hỏng nhưng mà so về giá thành và chất độ bền thì những cái dòng này thì nó ok hơn. Còn hầu như tất cả các dòng nem người ta đều làm bằng nhựa nhá, có một số dòng đắt tiền hơn thì cái phần đít này nó sẽ có một miếng nẹp sắt ở dưới này thì nó sẽ không có hiện tượng bẹt thế này, nhưng mà cái dòng nó cực đắt, còn cái loại mà nem bằng thép ấy thì thực sự là trường hợp hy hữu mới dùng thôi, chứ còn bên nước ngoài hay là đi khai thác cũng ít khi dùng cái dòng ấy lắm đó. Chào mọi người nhé, nếu mà ai quan tâm đến sản phẩm này thì các bạn Zalo bên dưới cần thì mình báo giá cụ thể hoặc tư vấn cụ thể cho. Chào mọi người.